Số liệu mới nhất công bố từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy dòng tiền từ dân cư tiếp tục đổ về các tổ chức tín dụng. Cụ thể, tính đến cuối tháng 4 năm 2023, lượng tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt 6,332 triệu tỷ đồng, tương đương mức tăng 7,96% so với cuối năm 2022, tăng hơn 467.000 tỷ đồng. Tháng 4 cũng đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp ghi nhận mức tăng lượng tiền gửi của dân cư tại ngân hàng. So với tháng 3, trong tháng 4, lượng tiền gửi của dân cư đã tăng đến 52.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền gửi của dân cư tại ngân hàng tăng cao diễn ra trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước liên tục hạ lãi suất điều hành, giúp các ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động. Trong chiều ngược lại, tiền gửi của các tổ chức kinh tế tại ngân hàng lại đánh dấu xu hướng giảm sâu. Hai tháng đầu năm, tiền gửi của nhóm này giảm 338.000 tỷ đồng, đến tháng 3 tăng trở lại 48.000 tỷ đồng, song không giữ được đà tăng này.